Ủa Minh, hôm nay con đi học hả con? Dạ hôm nay con được nghỉ nội, để đi lên lãnh giải cấp thành phố á, ngày mai con mới đi học Gì vậy? nè. Vậy con của con cũng muốn nghỉ học đi chung với anh hai luôn được không nội? Con lo học đi, nghỉ nghỉ. Nhà con nè, coi nè, ăn đi con, ăn cái món miếng hải sản mà bà nội thưởng cho con đó. Dạ nội, con hơi no rồi nội, với lại hôm qua giờ ăn miếng quá trời rồi cho nên con hơi ngán rồi nè. Cho con thầu vụ này nghe. Thì ăn đi. Đó, hồi nãy tao quay tới đây rồi mà vợ con cứ cản lại mà. Quá rồi đó. Ăn không con? Thôi con không ăn đâu, hôm nay không được vui. Cái nhà làm như có mình anh hai biết nói tiếng Pháp vậy. Con cũng biết nói với bộ. Nghe con nói thử rồi nội. Xiao hầm sai bò na zona ta. Ủa nói dịch cái gì là sao? Dạ cái đó có nghĩa là xin chào chúc bạn một ngày mới đó nội. Ông ơi, cái đó là tiếng Ý chứ không phải là tiếng Pháp. Mà ông nói tiếng Ý mà ông hưởng Campuchia hả? Bậy nó bạ không? Như được giải cái lên mặt về đời khác hả? Được giải đi rồi nói chuyện. Con trễ giờ học rồi đó, còn ngồi ở đó tào lao hoài vậy? Con chưa ăn xong mà mẹ. Đi học nhanh lên, ăn thì chậm ri. Đứa cháu trai học giỏi nó như vậy. Giỏi lắm, cố lên nha Đức Minh. Dạ. Minh à, em gọi điện thoại về cho ba mẹ đi. Báo tin là ba mẹ chắc là sẽ rất là vui, tự hào về em lắm. Dạ. Nhờ về, đi cùng với thầy lên gặp thầy hiệu trưởng khen thưởng trò đó nha. Thiệt hả thầy? Đi. Yeah. Trời ơi, nó sướng mình nó nước miếng. Mình cũng sợ, thật rò luôn. Lớp học hay cái chợ? Ngồi xuống đi. Ai đi vắng vậy? Dạ thưa thầy, bạn Du My chưa vào lớp. Giờ này còn chưa vô lớp hả? Em chào thầy. Tại sao đi trễ? Dạ em có việc nên phải đi trễ. Tôi hỏi tại sao đi trễ? Dạ nhà em có việc nên em đi trễ ạ. Lý do vậy đó hả? Tôi hỏi em tại sao đi trễ. Dạ thì tại em có việc nên em đi trễ thầy. Em có phải học sinh không? Học sinh đi học mà làm mặt hả? Trang điểm nữa chứ. Môi thì đỏ, lỗ tai thì đeo bông tai. Rồi còn cái gì đây? Mang giày cao gót à? Đi ra ngoài thay đồ thể dục cho tôi. Thái độ gì vậy? Đứng lại. Chưa hết đâu. Thay đồ thể dục xong, viết một bản kiểm điểm, nêu lý do tại sao đi học trễ. Học sinh cái kiểu gì mà đi học trang điểm? Trời ơi, sao tối nghề bà mua bí đỏ hoài vậy bà? Không thấy lúc này thằng Phúc nó ấm vô ấm nhách không? Tôi làm bí nè, súp bí nè, rồi bí nướng cho tẩm bổ cho nó. Tối nghề bà lo cho thằng con bà với Kim Tử Lâm thôi à? Không, giờ thấy bà lo cho chồng bà, mà chính chồng bà
là người đi cai, đi nuôi bà. Thiệt vậy hả con? Trời ơi, chúc mừng con trai nha. Bravo. Trời ơi, mẹ mừng quá hả? Ừ, nếu mà ông nội bà nội con biết chuyện này á, chắc mừng dữ lắm á. Vậy nha, có gì á, về mẹ con mình nói tiếp nha con trai cưng. Ôi trời ơi, tục tưng của mẹ. Bye bye con. Ra vô là cái gì vậy? Mẹ ơi, con mừng quá mẹ ơi. Ừ, gì? Ba. Gì? Thằng Minh nó đoạt giải nhất toàn thành tiếng Pháp đó ba. Gì vậy? Dạ. Trời đất ơi, trời ơi, tao thông minh quá trời trời. Nè nè con, toàn thành có nghĩa là toàn thành phố này hả? Đúng rồi đó mẹ. Mà con nghe nói trong cái cuộc thi này có mấy người nước ngoài thi chung nữa đó nha. Vậy hả? Vậy mà nó vẫn vượt lên, vẫn giải nhất đó bà. Trời ơi, vậy hả con? Thì thằng này đâu có thấy nó đi học thêm ngoại ngữ tiếng Pháp gì đâu. Dạ, vậy là nó thừa hưởng cái gen thông minh của ba con. Thấy giống ông nội quá trời. Còn cái gì? Bí đổ ngoài. Ông già. Bây giờ con mừng quá, trời ơi, con ngồi con có đứa con trai nó giỏi quá mẹ ơi. Trời ơi, vậy là chút nữa thằng Minh nó về nè, mình làm món miếng hải sản mà thích nè. Rồi thằng làm cho thằng Phúc cái món súp bí kèm nữa. Trời ơi, một lúc làm hai công việc, chắc tốn thì giờ lắm đây. Trời ơi, cháu tôi giỏi quá. Ôi, nò quá đi. Ủa, Minh, hôm nay con không đi học hả con? Dạ, hôm nay con được nghỉ nội, để đi lên lãnh giải cấp thành phố á, ngày mai con mới đi học nội. Yeah. Vậy con của con có muốn nghỉ học đi chung với anh hai luôn được không nội? Con lo học đi, nghỉ nghỉ. Nhà con nè coi. Ăn đi con, ăn cái món miếng hải sản mà bà nội thưởng cho con đó. Dạ nội, con hơi no rồi nội. Với lại hôm qua giờ ăn miếng quá trời rồi, cho nên con hơi ngán rồi nè. Cho con thầu vụ này nha. Ừ, thì ăn đi. Đó, hồi nãy tao quay tới đây rồi mà vợ con cứ cản lại mà. Ăn quá rồi đó. Ăn không con? Thôi con không ăn đâu, hôm nay không được vui. Ở nhà làm như có mình anh hai biết nói tiếng Pháp vậy. Con cũng biết nói với bộ. Nghe con nói thử rồi nội. Xiao hồng sai bò na dù na ta. Ủa, nói dịch cái gì là sao? Dạ, cái đó có nghĩa là xin chào, chúc bạn một ngày mới á nội. Ông ơi, cái đó là tiếng Ý chứ không phải là tiếng Pháp. Mà ông nói tiếng Ý mà ông hưởng Campuchia hả? Bậy nó bạ không? Như được giải cái lên mặt về đời khác rồi. Con giải đi rồi nói chuyện. Con trễ giờ học rồi đó, còn ngồi ở đó tào lao hoài vậy. Con chưa ăn xong mà mẹ. Đi học nhanh lên, ăn thì chậm ri. Đi đâu vậy? Mẹ, đi học kìa. Đó, nhỏ đang ăn mà. Cho nó ăn. Không mẹ, mẹ cứ cho nó đi học đi. Từ nãy giờ nó ngồi nó nói chuyện không. Đi học. Đi. Em giống như bên trọng bên khinh vậy đó. Anh lo ăn đi. Mẹ ơi. Ừ? Trưa nay á, mẹ có đi chung với con đi coi nó lãnh giải không mẹ? Ủa, mẹ cũng đi được hả? Dạ. Ê, vậy cho mẹ đi với. Vậy mẹ đi nha. Ừ, vậy ừ. Có mẹ con đi chung nữa. Ủa mẹ, lát có bà ngoại đi nữa hả? Đúng rồi con, bà ngoại hãnh diện vì con lắm. Nói là trưa nay đãi con ăn một bữa ngon luôn á. Yeah. Đi đông thì vui ha. Vậy có gì con nói mẹ con tới đây đi chung với mình luôn ha. Vậy quá vui rồi. Dạ. Ăn đi con, ăn đi con. Minh ơi, nội vô được không con? Dạ, vô đi nội. Đọc sách hả? Dạ. Nè, nội có quà cho con nè. Cái gì vậy nội? Cái này á, là cái người ta kêu là cái bùa bình an. Người nào mà đeo vô á thì sẽ gặp may mắn ha, mà sức khỏe lúc nào cũng dồi dào hết trơn á. Ừ, nhớ đeo ha. Dạ. Đẹp không? Dạ đẹp. Ừ, mà nội giận nghe chưa, đừng cho Mẫn nó biết nghe. Tại có con sợ à, Mẫn biết nó giận nội á nha. Nghe con. Thì có nội. Ừ. Ý, con cảm ơn nội. Ừ. Dáng đọc sách nhiều học giỏi nha con. Dạ. Nha kết. Nội nhớ đeo nha. Dạ. Sao bữa nào xin giùm con cái bùa chống thằng Mẫn nha nội. Mặt này. Mà như chó với mèo vậy đó. Con hiếp con hoài à. Trời ơi, tại nó thấy con học giỏi đó. Dạ. Nội đi nha. Dạ, nhớ đem cho nội nha. Dạ.